Thưa quý vị, còn vài ba ngày nữa là tới Trung Thu. Đây là dịp để mỗi người có thể dành để đi chơi cùng gia đình, con cái. Một vài gợi ý dưới đây sẽ giúp quý vị dễ dàng lựa chọn được những địa điểm thú vị ở tại Hà Nội để có một mùa Trung Thu đáng nhớ. Sự lựa chọn đầu tiên của nhiều người phải kể đến khu phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm. Trong dịp này, chương trình rước đèn Trung Thu quanh Hồ Hoàn Kiếm là một món quà ý nghĩa mà các bố mẹ có thể dành tặng cho các con trong đêm hội trăng rằm. Ngay gần đó sẽ là phố đèn lồng của Hàng Mã. Phố Hàng Mã là một địa điểm mang nét đẹp đặc trưng của Trung Thu Hà Nội. Dọc con phố dài bày bán các loại đồ chơi Trung Thu, đèn lồng, rất nhiều màu sắc. Là điểm đến lý tưởng cho các bạn trẻ và các em thiếu nhi. Bên cạnh đó, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Công viên Thủ Lệ, khu vui chơi giải trí Công viên nước Hồ Tây cũng là điểm thu hút các bậc phụ huynh và các em nhỏ. Đây cũng là một lựa chọn lý tưởng cho các gia đình muốn tìm một địa điểm gần Hà Nội đủ rộng rãi và nhiều thứ mới lạ để con vui chơi và khám phá ngày Trung Thu. Khu đô thị Royal City và Time City vốn là địa điểm vui chơi lý tưởng, đặc biệt là vào ngày Trung Thu. Tại đây có hàng trăm các trò chơi dành cho nhiều lứa tuổi, vừa giúp các gia đình hóng mát, vừa hòa vào không khí vui tươi của ngày Tết Trung Thu. Quảng trường Mỹ Đình có không gian thoáng mát, rộng rãi và cách khu dân cư, nơi các gia đình có thể thoải mái chụp ảnh và ngắm đèn trời.